Và sau cái quá trình sử dụng rồi đánh giá cái xịt này so với cái xịt mình đang xài thì như thế nào? Thấy cũng ngang ngửa với xịt thường em đang xài. Với xịt là cứng, chất lượng tốt, là chất liệu rồi bén với độ giãn, độ chịu nhiệt thì em thấy là ok. Nó so với dòng xịt đang có trên thị trường. Rồi ok anh. Alo. Xin chào mọi người, hôm nay mình có mặt ở với đội cưa của anh Vũ ở Tây Ninh. Xin chào anh Vũ. Dạ anh chào. Mình là bên hãng cưa Bosco, chuyên phân phối mấy cưa, mấy cắt cỏ, đặc biệt là xích mấy cưa. Thì bên mình anh Vũ có thể giới thiệu sơ về cái đội cưa của mình không ạ? Đây đội cưa em gồm 4 máy. Có bên này là chú tên Kẹt. Đây mấy anh em đi chung nữa, anh Tư và thằng em. Cái này mình cưa này là của tư nhân hay của nhà nước thôi? Của nông trường. Đây em đang cưa cho công ty cổ phần Tây Ninh. Công ty cổ phần làm khoảng bao nhiêu hecta hả anh? Đây một lần làm là 25 hecta. 25 hecta. Dạ đúng rồi. Mình cái mình làm cái nghề bao lâu rồi anh Vũ? Em thì cũng mới đây, em làm được đôi ba năm được 3 năm rồi, cũng nhưng mà kinh nghiệm cũng nhiều. Dạ. Thì cũng biết sơ sơ về cái làm quy cách cây với cưa rồi. Chứ kinh nghiệm về cái máy cưa hay là cái máy xích của mình á thì mình phải chọn cái loại cưa loại xích như thế nào phù hợp với công việc của mình anh Vũ? Thì cái hiện tại á em đang sử dụng là xích của Estin. Loại vuông 3. Vuông 3. Đó thì bây giờ còn có những cái loại xích khác thì mình chưa sử dụng tới nên mình cũng chưa có hiểu về cái xích mới. Thì hôm nay hãng Bosco có mang tới cho anh đội cưa của mình một cái dòng xích mới của bên Bosco. Mang cái thương hiệu mới là Bosco Ro. Là dòng xích cao cấp, chất lượng là rất là cao và ngang ngửa những dòng xích cao cấp hiện tại trên thị trường. Thì muốn mang đến cho anh Vũ và cái đội cưa của mình để dùng thử và trải nghiệm xem cái chất lượng nó như thế nào, có đạt được cái tiêu chuẩn bên mình sử dụng hay không. Là cái thương hiệu của anh đang hiện bây giờ đang phân phối như thế nào và mua ở đâu được? Hiện tại thương hiệu Bosco rồi là đang phân phối tới tất cả đại lý trên cả nước rồi. Hiện tại thì anh đang mua xích hay mua máy cưa ở đại lý nào? Hiện bây giờ em cũng đang mua ở đây những nhiều đại lý và ở nhiều khu vực. Ở Tây Ninh với lại Củ Chi hay là Dầu Tiếng nữa anh mua ở đâu? Mua Dầu Tiếng. Mua Dầu Tiếng anh. Dầu Tiếng thì hiện tại mình có Trung Tiên hoặc là Hải Kim. Là hai đại lý lớn là hiện tại cũng đang phân phối dòng xích máy cô, xích Bosco cũng như là máy cưa Bosco. Và đồng thời là hãng đang chuẩn bị ra cái thương hiệu mới là Bosco Ro. Cái dòng xích này là chất lượng rất là cao cấp, nguyên liệu nhập khẩu từ Đức luôn. Nên nó sẽ ngang ngửa với những chất lượng những dòng xích hiện đại ở ngoài thị trường. Bây giờ mình sẽ gửi cho anh một xài anh coi thử ha. Bán luôn máy này đi. Đúng rồi. Xích cầm lên giới thiệu cho được rồi, cầm hiểu rồi. Đây là cái dòng xích Bosco Ro. Hiện tại thì dòng xích này khoảng 2 tháng nữa sẽ có mặt tại thị trường. Còn đây còn trên máy hiện tại đang bán thị trường là xích Bosco bình thường thì đã có rồi, còn đây là xích Bosco Ro thì chất lượng sẽ tốt hơn rất là nhiều cũng như là cao cấp, dùng cho những thợ cưa chuyên nghiệp. Anh cứ đánh giá ngoại quan xem nó như thế nào ha. Cái tương đối giữa xà xích này với xà xích em đang sử dụng thì nó hoàn toàn không chưa thấy cái sự chênh lệch hay là cái sự khác biệt gì lắm. Nhưng mà theo lời mấy anh nói nó có chất liệu tốt và cao cấp.
Đúng rồi. Thì phải qua cái sự mà trải nghiệm rồi, mình mới mới hiểu tìm hiểu được là cái nó cái thì cơ bản bây giờ cái ngoại quan ha. Thứ nhất là đây là lò xích vuông ba. À, chân xích có các cái lỗ xích. Ha, cái lỗ xích để dùng để mình đẩy nhớt đi. Dạ. Bôi trơn làm xích, lưỡi xích hay là nú đều rất là ok. Hiện tại thì là xích này của hãng mới nên mình chưa có hạ nú ha. Nếu anh em muốn sửa hạ nú thì có thể tự hạ. Dạ, bình dạ. Thường anh em có hạ nú trước khi sử dụng không? Có anh, thì mình xin mới về mình đang hiện đang cưa cây loại này là cây mềm. Ừ. Nên tụi em sẽ hạ nú xuống okay. Để tăng cái độ ma sát của sên lên. Ok, rồi bây giờ sẽ gửi cho đội anh em là mỗi người một sợi. Rồi anh em lắp vô máy và anh em là hạ nú luôn để sử dụng thử y hệt nha. Và mình sử dụng y hệt như là mình sử dụng những loại xích kia đó. Rồi sau đó khi mà cưa xong khoảng khoảng tới chiều hay sau đó thì anh em sẽ cho mình bên công ty cái nhận xét. Dạ. Thì tốt hay không tốt gì đó cũng được, không quan trọng là cái nhận xét của bản thân mình để xem là mình có cái dòng xích này có chấp nhận được cho cái đội cưa mình sử dụng hay không. Rồi cái đến cái quan niệm cái ngoại quan đầu tiên đó, em nhìn cộng xích này thì nói chung đã vừa với ánh mắt em rồi. Ừ. Còn cái chất liệu thì bây giờ thì em sẽ trải nghiệm thực tế cho anh chị và các bạn ở phía ngoài xem. Rồi ok. Và bây giờ mình vô mình lát xích nha. Rồi. Bây giờ anh cứ dũa hay là hạ núi gì đó. Đang lâu đang làm kinh cần gấp tôi. Rồi, 20 năm rồi đó. Chưa lẽ tầm gì hơn rồi. Bữa nay là gửi anh em thì cái máy mới luôn nè. Coi như là chưa cưa luôn á. Chỉ đổ xăng cho nổ chơi thôi. Có nào lâu qua cũng không hả? Anh quản lý đẹp quá. Anh Tý à. Để cho đội của anh Vũ là khoảng 4 sợi xích với một cái máy cưa Bosco 72S là cái mẫu đó, y hệt như là 381 trên thị trường. Đó thì bây giờ mình sẽ qua một cái đội cưa bên kia là tên gì anh Vũ? Bên bển là đội của chú Tám Hoàng. À, chú Tám Hoàng thì mình sẽ qua bển gửi cho đội cưa chú Tám Hoàng test luôn cái loại xích của mình. Và sau đó thì mình sẽ khoảng tới chiều mình sẽ quay lại đội của anh Vũ để mình hỏi ý kiến anh Vũ xem xài sở xích từ sáng tới chiều thì đánh giá sơ bộ nó như thế nào. Dạ nha. Dạ, rồi dạ. Ok. Rồi cảm ơn anh Vũ, hẹn gặp lại. Rồi. Chào. Mình cầm 2 bát. Cái mẫu này là tương tự như là 038 ha, công suất nhưng mà hiện tại mình đang gắn là cái 555 hơi dài. Dạ. Thì gửi cho anh em cái máy này luôn để anh em cưa thử xem cái công suất nó như thế nào ha. Còn cái máy lớn hơn nữa không? À không, mình chỉ cái mẫu này là mẫu phổ biến nhất mình, bên mình hiện tại sản xuất cái dòng này thôi. Ừ. Hoặc là nhỏ hơn thôi, chỉ còn lớn hơn thì chưa sản xuất. Thì bên mình bên Bosco là có cả máy cưa, máy cắt cỏ, làm xích, dũa luôn ha. Ừ. Rồi, hôm nay thì mình tới là để gửi cho anh em cái máy này cũng như là những mẫu y như của máy tin á. Thì mình có gửi anh em sẽ gửi cho anh những dòng xích cao cấp của Bosco để anh em xài thử xem chất lượng nó như có đạt không nha. Anh Tý giới thiệu chú này ha. Đầu cưa của tụi tôi đây là nó cũng có 3 thành viên. Yeah. Nhưng mà trong công ty này nó 7 tổ cưa nhưng mà cứ một tổ có 4 có 3 có. Nhưng mà tôi là tổ trưởng. Yeah. Là tên Hoàng. Yeah. Còn thành viên đó là Đương với anh Thọ ăn đi cưa hạ đăng ấy. Thì cái kinh nghiệm cưa của mình là bao nhiêu năm rồi chú? Cưa nay mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Chú biết mình cưa cái gì chú? Cũng cao su tràm. Cao su tràm. Tràm là mình cưa khu nào ta? Tràm là thường là cưa khu Tân Biên đó. À Tân Biên rồi. Ừ. Thì hiện tại thì cái xích với lại mấy cưa rồi đó thì chú thường hay mua ở cửa hàng nào? Thường ở đây ở Tây Ninh thì mua cửa hàng của Bảy Quán. Còn bên Dầu Tiếng, bên cưa khu Trung Tiên với Hải Kim á. À đúng rồi. Thì hiện tại là như là Tây Ninh thì có Bảy Quán. Ừ. Dầu Tiếng thì có Trung Tiên với Hải Kim đều đang phân phối cái dòng xích Bosco này cũng đúng như rồi. Các dòng máy cưa Bosco. Đó. Nếu mà anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ với những đại lý đó. Đó là những đại lý uy tín trên thị trường hiện nay. Đó. Thì hiện nay hôm nay thì công ty Bosco sẽ mang tới cho chú Tám cái dòng xích mới.
thì khoảng chừng 2 tháng nữa sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam nha. Để xem mình đánh giá thử xem là chất lượng nó như thế nào, có đạt với tiêu chuẩn sử dụng của mình hay không. Nhưng mà giá thành này đảm bảo với chú là vô cùng hợp lý để cho anh em sử dụng. Rồi gần gửi cho chú mấy sợi xích đây. Cũng thay mặt anh em đây cũng cảm ơn công ty cũng có lòng quan tâm đến anh em đây, là nếu mà giới thiệu thương hiệu mặt hàng thì anh em đây cũng dùng thử rồi coi như thế nào, là có gì cũng ủng hộ cho công ty. Dạ cảm ơn chú Tám rất là nhiều. Thì một cái mục tiêu của công ty là mang đến những cái sản phẩm mà tốt nhất mà giá thành là tốt nhất luôn để cho anh em có thể sử dụng đó, mình sẽ tăng thu nhập của mình lên. Rồi thì cũng đây là cái dòng xích Bosco mới, Bosco Rò nha chú. Hiện tại thì cái dòng xích Bosco ở ngoài thị trường vẫn đang có bán, nhưng mà cái đó, cái dòng đó thì nó sẽ không có, cái dòng đó thì dòng bình thường, còn đây là dòng cao cấp hơn. Đây chú cầm cái sợi đây, cái sợi. Bây giờ chú hãy đánh giá sơ về cái ngoại quan đó không ha? Có gì ok không? Bị từ nào giờ anh em đi xài là xài cái hàng Estin. Nhưng mà cái này cái giờ mình thấy nó là nó cũng là mẫu mã nó cũng giống là Estin rồi đó. Nhưng mà mình xài có cái chất lượng có như thế nào, rồi có gì anh em cũng liên hệ công ty đánh giá chất lượng cho công ty biết. Rồi ok chú Tám, bây giờ chú cứ xài đi. Rồi một thời gian sau bên công ty sẽ quay lại xin ý kiến của anh em đánh giá xem có cần ok đạt không, hay là có cần cải tiến cái vấn đề gì không nha. Rồi bây giờ gửi cho chú ba sợi để mình đắp vô mình cưa luôn ngay bây giờ luôn nha chú Tám. Rồi okay. Thấy cũng ngang ngửa với xin thường em đang xài. Với xích là cứng chất lượng tốt, độ chất liệu rồi bén với độ giãn, độ chịu nhiệt thì em thấy là ok. Nó so với dòng xích đang có trên thị trường. Rồi. Chào mọi người, sau cái buổi mà cùng cái đội cưa của anh Vũ ở Tây Ninh, nông trường cao su Tây Ninh, thì mọi người đánh giá xích Bosco xài rất là ok, ngang ngửa loại xích xịn nhất trên thị trường hiện nay. Thì nếu anh em nào mà có nhu cầu muốn thử cái loại xích này, hãy liên hệ ngay với hãng, với công ty Rochet. Chúng tôi sẽ đến tận nơi cùng anh em trải nghiệm dòng xích mới này. Xin chào, hẹn gặp lại. Mình không hiểu cái nữa nha. Rồi 1, 2, 3, Bosco Rò, công nghệ đỉnh cao, tiến vượt bậc. Don't.